hò cùng Cát Tường. Xin giới thiệu với mọi người Lê Chí Linh. Trong vòng 2 phút, bạn Lê Chí Linh phải ghép vào cho đúng, cho tròn một cái câu để có ý nghĩa. 2 phút bắt đầu. Khẳng định, đó chính là chủ đề của chúng ta ngày hôm nay. Khẳng định. Trong vòng 5 phút, phải quay được một cái TikTok đăng lên. Đây là 12 thằng lương của em. Em cầm đi. Ủa, tại sao vậy anh? Chị Cát Tường đã nói với anh hết rồi. Em có 3 ngày để suy nghĩ. Và anh vẫn muốn một lần nữa được tin em. Nói thiệt em đừng buồn nha Linh. Dạ. Đầu tiên nhìn em thì thấy có vẻ hơi khó gần. Chơi rồi thì mới thấy là rất dễ gần. Ảo tưởng. Một trong những thứ mà làm cho mình tổn thương nhất đó chính là so sánh. Bản thân mình chính là một cái phiên bản đặc biệt của chính mình được. Mình có thể mất tất cả mọi thứ, nhưng có một thứ mà mình không bao giờ được mất, đó chính là niềm tin với chính bản thân mình.